Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành, đơn vị liên quan về việc đà soát công tác triển khai sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á Rus Asia 2022. Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022. Diễn đàn có 19 hoạt động chính và phụ trợ, trong đó công ty Infomarus chủ trì 3 hoạt động chính và thành phố Đà Nẵng chủ trì 16 hoạt động theo cập nhật của InfoMarus, tính đến nay có 450 đại biểu từ 190 tổ chức, trong đó có 75 đến 80% đến từ khu vực châu Á và còn lại đến từ châu Âu, châu Mỹ và các nước Trung Đông đăng ký tham gia. Dự kiến có hơn 1.000 cuộc gặp giữa các đối tác đã được hẹn trước trên hệ thống của Rus Asia. Riêng thành phố Đà Nẵng có hai nội dung gặp gỡ kết nối, trao đổi về công tác xúc tiến mở các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, quảng bá hình ảnh thành phố đến các thị trường tiềm năng có 8 chương trình hội nghị hội thảo, trong đó nổi bật là tọa đàm Việt Nam Case Study. Các chương trình tiệc hoạt động bên lề đã được chuẩn bị chú đáo. Ngoài ra các sở ban ngành đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trước và trong thời gian diễn ra diễn đàn. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận sự du lịch và các ngành đã có sự chủ động trong việc triển khai các hoạt động theo kế hoạch. Kỳ vọng diễn đàn sẽ mở ra cơ hội vàng đối với ngành hàng không nói chung và ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng góp phần khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, thu hút đầu tư và du lịch đến Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Du lịch, các sở ban ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công việc phụ trách theo đúng yêu cầu, đúng tiến độ để tổ chức thành công diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, tiếp tục khẳng định thành phố Đà Nẵng là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực.